Tao mà thích cái này là màu xanh nha. Ừ. Với trắng, có caro trắng. À, mình đã kiếm cái miếng gì mình đại là. Xả cho đầy bồn đi. À, xả nước với tầm chừng nào là được em? Rồi tới mức đó, tới mức cao ngang đó thì dạ sau là tối ra là tới đây là được. Bây giờ mình trả nhiều, mình nhảy vô tắm cũng trả tròn đó. Ừ, đâu xả vừa vừa dưới cái bạch nó khoảng bạch xuống nó cho vừa vừa tan nó được. Ô tan tan nước tan rồi mẹ, là ít nhất là còn trả nữa thôi. Cái đồ để nấu nhanh chứ. Dạ. Hôm qua gì bị bố gấu rồi sao? Dạ. Gấu buổi chiều lại đây lấy mát. Ồ, mát lắm. Dạ. Nên thế này lạnh, nhả vô hồ thì không được. Gió lạnh lắm. Thôi, quay gì kỹ chứ.